Đây là chương trình radio Phép Lạ Của Tình Thương, phát sóng trên NLG Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, NLG Trống Đồng đã từng bước lan tỏa rộng rãi, chạm đến hàng triệu trái tim của người Việt và bạn bè trên toàn cầu bởi tính thực tiễn, tính khoa học và tính nhân văn sâu sắc. Môn học năng lượng gốc đã mang lại những kết quả ngoài mong đợi trong việc hỗ trợ phòng và chữa bệnh, kể cả bệnh nan y. Qua sự định hướng dẫn đường về năm yếu tố tình thương, một yếu tố nền tảng của chú Lê Văn Phúc, Phép Lạ Của Tình Thương đã xuất hiện, giúp thay đổi cuộc đời của biết bao số phận tưởng chừng đã không còn hy vọng. Chương trình radio Phép Lạ Của Tình Thương ra đời với mong muốn truyền tải những cái câu chuyện có thật từ những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống, để chúng ta nhìn thấy được sự tốt đẹp luôn hiện diện khi tình thương yêu và lòng biết ơn của chúng ta đủ lớn. Mong rằng quý thính giả sẽ đón nhận được giá trị tinh thần tốt đẹp để nhận thêm được nhiều năng lượng energy an lành từ đấng tạo hóa. Và bây giờ, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe số đầu tiên của chương trình radio Phép Lạ Của Tình Thương ngày hôm nay với chủ đề Nụ Cười Hồi Sinh. Đến với chuyên mục đầu tiên, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những tâm tư của người mẹ kể về hành trình vợ chồng chị đã cùng con trải qua những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo bằng tình thương con vô tận. Câu chuyện này chúng tôi tạm đặt tựa đề là Nụ Cười Hồi Sinh. Tôi lập gia đình năm 24 tuổi, trong hình dung về một ngôi nhà với những đứa con xinh xắn, thông minh là hình ảnh mà tôi đã mơ ước trong tư tưởng của mình. Chồng tôi làm kế toán trong một công ty tư nhân với mức lương khá, đủ để lo đầy đủ cho gia đình. Tôi cũng là nhân viên kinh doanh trong một công ty khác, nên cuộc sống hai vợ chồng ổn định và có nhiều hoạch định về tương lai. Năm 2009, vợ chồng tôi chào đón cháu trai đầu tiên, Phan Đình Hoàng Hải, với niềm hân hoan vui mừng có thêm thành viên mới trong gia đình. Gia đình tôi lúc đó có thể nói là rất hạnh phúc. Theo thời gian, kinh tế gia đình của chúng tôi dần tốt hơn, có tiền tiết kiệm và con trai đầu cũng bắt đầu khôn lớn từng ngày, nên chúng tôi tính tới chuyện sẽ sinh cháu thứ hai. Như vậy là gia đình sẽ viên mãn, có hai thành viên nhí, và chúng tôi mong có một cô con gái nhỏ nữa cho đủ nếp, đủ tẻ. Năm 2011, tôi mang thai bé thứ hai đúng như ý nguyện là con gái. Với chúng tôi, đó là một điều may mắn vô cùng. Vợ chồng tôi đặt tên cho cháu là Ngọc Anh. Và rồi, giây phút mong chờ của cả gia đình cũng đã tới. Sau 9 tháng 10 ngày, trong cơn đau chuyển dạ thắt người, nghĩ tới lúc được bế công chúa bé bỏng của mình trên tay, bao nỗi đau trong tôi được xoa dịu hẳn. Tôi yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Mở mắt dậy, thấy chồng ngồi cạnh với đôi mắt thờ thẫn. Nhìn quanh không thấy con đâu, tôi hỏi: "Có chuyện gì anh? Con đâu rồi?" Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má anh, một sự im lặng làm tôi lo sợ. "Anh ơi, sao vậy? Con mình đâu rồi? Cho em gặp con. Tại sao con không ở đây?" Anh chỉ nói mọi thứ vẫn ổn. Tôi nhớ lần trước sinh bé đầu xong, khi mở mắt ra là con đã nằm bên cạnh. Nhưng hôm nay thì khác, làm cho tôi có một linh cảm chẳng lành. Sau một hồi liên tục hỏi về con, chồng tôi thều thào: "Con đang được các bác sĩ điều trị em à." Đúng lúc đó bác sĩ bước tới nói với chúng tôi: "Cháu được sinh ra khỏe mạnh, nhưng khi bị chèn ép não bộ gây ảnh hưởng về não, chúng tôi đang nghi cháu mắc phải căn bệnh bại não ở trẻ sơ sinh nên cần phải được điều trị." Bao niềm mong chờ bị dập tắt trong phút chốc.
Bây giờ những gì còn lại trong chúng tôi là lo lắng, sợ hãi tột cùng. Lo cho đứa con gái bé nhỏ mới chào đời đã phải chịu thiệt thòi. Sợ mình không đủ dũng khí để bảo vệ con. Cảm giác trong tôi, nỗi đau này lớn hơn cơn đau chuyển dạ tôi vừa trải qua hàng trăm vạn lần. Thật sự với cả gia đình chúng tôi, đây là một điều không dễ dàng chấp nhận được. Chúng tôi đã mất gần một năm để chấp nhận sự thật và nhìn vào nỗi mất mát của gia đình mình. Khi bình tĩnh trở lại, tôi và chồng đã cùng nhau lên mọi phương án chạy chữa cho con. Dù có phải bán tất cả mọi gia sản, phải hy sinh bản thân mình, thì tôi cũng sẵn sàng làm điều đó vì con. Mỗi khi nhận được một câu trả lời từ bác sĩ nhi khoa, đây là căn bệnh chưa có phương pháp điều trị, thì tia hy vọng trong chúng tôi lại vụt tắt. Bất lực, thất vọng, đau xót cho con. Vợ chồng tôi không thiết tha gì tới công việc, tới làm kinh tế nữa. Nhưng dù cho bao nhiêu bác sĩ có nói, chưa có phương pháp điều trị nào cho trẻ bại não, cả trăm lần nữa, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Chồng tôi nghe được phương pháp nào hay là dồn hết tiền bạc đưa con đi chạy chữa. Chúng tôi đã thử không biết bao nhiêu phương pháp điều trị trong các bệnh viện nhi, nhưng không có tiến triển gì. Hết cách, chúng tôi tìm đến các biện pháp vật lý trị liệu. Và sau đó 5 năm liền, dù mưa hay nắng, dù có trăm công ngàn việc, chúng tôi cũng đưa cháu đi trị liệu không sót một ngày. Để tiện cho việc chăm sóc con, chồng tôi bỏ việc kế toán, ra ngoài buôn bán để có nhiều thời gian cho con. Tôi cũng bỏ việc hẳn, ở nhà để bên cạnh chăm sóc con nhiều hơn. Chúng tôi bỏ thành phố, bỏ công việc, bỏ cả ước mơ lập nghiệp làm giàu để trở về quê, nơi có không gian rộng rãi, để con có một tuổi thơ êm đềm trong sự bao bọc của người thân. Ở đây chúng tôi có thêm sự đùm bọc giúp đỡ của hai bên gia đình nội ngoại. Trong gần 10 năm, từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 3 năm 2021, con gái của chúng tôi không thể ngủ được vào buổi tối. Bé không có ý thức được về nỗi đau thể xác, cũng không tự làm chủ được mình. Nên đêm nào cũng vậy, con nằm lăn qua lăn lại liên tục, làm đầu mình đụng vào thành giường, tay va vào tường, hay tự lăn rơi xuống đất rồi nằm dưới gầm giường. Trong 10 năm qua, trên người, trên trán, trên gương mặt của bé đầy những vết xước, máu chảy. Vết thương này chưa lành, lại tới vết thương khác xuất hiện. Và cũng là 10 năm, vợ chồng tôi chưa đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Những khi mệt quá thiếp đi, chập chờn tỉnh lại, tôi chỉ biết thương con, trách mình. Rồi hai vợ chồng ôm con ngồi khóc tới sáng. Bao năm qua, nước mắt đã cạn, tình thương xót con càng tràn đầy thêm. Đã có lúc tôi ước tình thương này có thể đổi lấy bình an cho con, nhưng làm sao được. Trộm nghĩ, giá như mình có thể thay con gánh chịu nỗi đau này để con khỏe mạnh cũng được. 10 năm, trên quãng đường đưa con đi khám bệnh, không ngày nào vợ chồng tôi không bứt rứt nghẹn ngào vì thương. Nhìn bao đứa trẻ khác linh hoạt cười đùa trên xe cùng bố mẹ, tim tôi lại quặn đau. Những giọt nước mắt cứ thế bò xuống hai hõm má lúc nào không biết. Nhiều lần nước mắt đã hòa cùng nước mưa trên quãng đường về. Quãng đường từ chỗ khám bệnh cho con về nhà sao mà chông chênh và xa quá. Khi nghĩ tới tương lai của con, chúng tôi lại tự hỏi, phải làm sao cho con đây? Tới tháng 3 năm 2021, con đã 10 tuổi, nhưng chỉ nói được những từ rời rạc như bờ, a, ba, mẹ, mà không thể nói thành một câu hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Tôi cầu xin ông trời hãy cho chúng tôi một cơ hội dù là nhỏ nhoi, để con chúng tôi được lớn lên, được làm một đứa bé bình thường như bao đứa trẻ khác.
con tôi không làm gì nên tội trong cuộc sống này. Nó còn quá nhỏ và còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi con ở phía trước. Đến lúc này, vợ chồng tôi không còn dám hy vọng gì nữa và chấp nhận rằng con gái bé nhỏ của mình sẽ mãi như vậy, không thay đổi được. Chỉ mong khi con lớn, chúng tôi còn sức khỏe để có thể chăm con. Nhưng sau này khi chúng tôi già đi, con lại mãi là đứa trẻ ngây ngô như thế này, thì ai sẽ chăm được cho con đây? Nghĩ tới đó, bao nỗi buồn lại cồn cào hết tim gan chúng tôi. Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt, chúng tôi được một người em tại Hà Nội giới thiệu về NLC, được gặp cô Nguyễn Nguyên. Cô Nguyên khi nhận được thông tin về con tôi đã chủ động liên hệ với gia đình. Cô chia sẻ về liệu pháp NLC cho chúng tôi và những ca đã chữa khỏi bệnh nhờ NLC. Với sự chân thành và tin tưởng vào cô nên chúng tôi cho cháu Ngọc Anh thử liệu pháp năng lượng mới xem như thế nào. Gia đình tôi lúc đó không đặt quá nhiều kỳ vọng và niềm tin vì đã thất vọng rất nhiều với các liệu pháp trước đây. Ngày đầu tiên khi cô Quyên truyền năng lượng cho con, tôi cảm thấy không có sự thay đổi gì ở con. Nên vợ chồng tôi nghĩ chỉ thử khoảng một tuần rồi thôi, không cần mất nhiều thời gian nữa. Nhưng đêm ấy Ngọc Anh ngủ rất ngoan. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm con ngủ được một giấc từ tối đến sáng bình an như vậy. Vợ chồng tôi không cần dỗ dành gì cho cháu hết, mà cháu ngủ rất ngon lành. Chúng tôi vui mừng rơi nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi có một giấc ngủ ngon mà không cần lo lắng gì cho con. Không cần sợ con hành động trong vô thức mà làm tổn thương, trầy xước cơ thể của con trong đêm nữa. Sáng dậy, chúng tôi đã ôm con khóc. Con đâu biết vợ chồng tôi đã dậy từ lâu để được nhìn thấy giây phút này. Vậy là con gái tôi đã có cơ may được cứu thoát khỏi căn bệnh ưu não đã hành hạ con từ khi mới ra đời. Chúng tôi ôm con rưng rưng khóc vì vui sướng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, niềm vui, hạnh phúc và nụ cười trong chúng tôi hồi sinh. Từ đó, sau mỗi ngày được cô Nguyễn Nguyên hỗ trợ, cháu đã có những sự thay đổi tích cực mà chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy được nhanh chóng và thần kỳ tới như vậy. Kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2021, gia đình tôi đã bước vào một cuộc sống mới. Vợ chồng tôi không còn phải thức đêm để trông cháu Ngọc Anh nữa. Cháu đã được ngủ ngon hàng đêm và vợ chồng tôi cũng đã biết thế nào là an giấc, ngủ sâu thoải mái sau nhiều năm âu lo chỉ chợp mắt được trong bất an. Khoảng một tháng sau, buổi sáng tôi nghe tiếng nói bên tai. Mẹ ơi, ngủ dậy! Ba ơi, ngủ dậy! Chưa tỉnh ngủ nên tôi mơ hồ nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy con gái Ngọc Anh đang lay người đánh thức chúng tôi dậy. Hai vợ chồng tôi mừng vô cùng, con đã nói được những câu nói liền lạc, rõ ràng. Tôi biết gia đình mình đã được đánh thức niềm vui sau nhiều năm tổn thương về tinh thần. Cả cuộc đời này chúng tôi ôm lấy con và vô cùng biết ơn NLG, biết ơn cô Nguyễn Nguyên. Rồi cháu thay đổi nhanh chóng theo từng ngày. Con đã kiểm soát được hành vi của mình, nhận biết được mọi thứ xung quanh với phản xạ nhanh nhạy. Con biết chơi đùa chơi, tương tác và chơi đùa với các anh em của mình. Đôi mắt vô hồn của con ngày trước lúc nào cũng như một em bé 1-2 tuổi trong thân xác của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng nay đã tinh anh, khôn ngoan và phản xạ nhạy bén từ ánh mắt, gương mặt, hành động. Mọi thứ như một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng bây giờ là sự thật. Gia đình tôi đã hồi sinh trở lại. Mọi thành viên đã biết cười, biết hạnh phúc. Tính đến thời điểm hiện tại, tháng 10 năm 2021, cháu Ngọc Anh đã phát triển ngang với một đứa trẻ 6 tuổi. Và chúng tôi ngập tràn hy vọng cháu sẽ được đến trường, được đi học như những đứa trẻ bình thường, để trở thành một người có ích cho xã hội. Sau này khi lớn lên, cháu có thể tự lo được cho bản thân mình. NLG là một liệu pháp thần kỳ
đã giúp cho gia đình tôi tìm lại ánh sáng. Tôi mong rằng những bà mẹ đang gặp phải những hoàn cảnh tương tự như của tôi, các gia đình đang đối mặt với sự bất hạnh khi có con em gặp các vấn đề về thần kinh như tự kỷ, bại não, thiếu kiểm soát não bộ, có thể tìm thấy ánh sáng ở NLG, tìm thấy sự hồi phục thần kỳ từ NLG. Cảm ơn tạo hóa đã cho chúng con hiểu tình yêu thương quan trọng như thế nào trong cuộc sống này. Cảm ơn cuộc đời cho tôi được gặp NLG. Cảm ơn cô Nguyễn Nguyên, cảm ơn chú Lê Phúc đã mang NLG tới mọi người và giúp đỡ số phận của gia đình tôi thay đổi tốt đẹp. Cảm ơn con đã đến bên đời ba mẹ. Ba mẹ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì yêu thương, chăm lo cho con, mà chỉ có một tình thương vô tận cho con. Thương con đã chịu nhiều mất mát. Cảm ơn con, một đứa trẻ đã dạy cho ba mẹ hiểu về giá trị thật sự của tình thương. Con đã cho ba mẹ học cách kiên trì, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin tưởng vào cuộc sống lúc nào cũng có cơ hội, nếu chúng ta biết cố gắng, biết tin yêu nhiều hơn. Thính giả vừa nghe bài hát Trở Về Vòng Tay Mẹ do nhạc sĩ Trần Việt Hưng sáng tác, lời thơ Trần Văn Khang.
Có lẽ những ai làm cha mẹ sẽ thấu hiểu từng ca từ da diết mà ca sĩ Thu Huyền thể hiện. Thật sự, tình thương của người mẹ và người cha dành cho con thiêng liêng và bao la, biển kia đâu sánh. Cũng như tình thương mà ba mẹ bé Ngọc Anh đã dành cho con, không kể tháng năm đêm ngày, điều làm họ hạnh phúc nhất, điều giúp cho nụ cười trên môi họ hồi sinh, đơn giản chỉ là được nhìn thấy con bình an, khỏe mạnh, vui cười. 10 năm, chỉ trong 2 từ, tuy nhiên với họ đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng với bao âu lo mất mát, từ thể xác đến tinh thần và vật chất, ám ảnh gia đình chị. Thế nhưng chưa một lần anh chị buông tay đầu hàng để con mình chịu đau thương mất mát. Chưa một lần người mẹ, người cha ấy than thân trách phận. Họ chỉ dành tình thương yêu và đến hiện tại thật là may mắn khi được ước và có thể lấy lại sự bình an cho con họ đã trở thành sự thật. Đó là tình thương rộng lớn của ba mẹ Ngọc Anh, của cô Nguyễn Quyên, của chú Lê Phúc và của cả cộng đồng NLG. Tiếp nối chương trình, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Lê Phúc về một câu chuyện rất gần gũi với người Việt Nam chúng ta, đó là câu chuyện về tách cà phê và việc làm sao để chúng ta có thể nâng cấp mình trở thành tỷ phú của tình thương. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Trong cuộc sống thường nhật, đôi khi bạn rảnh rỗi, ngồi uống một tách trà hay suy tư bên một ly cà phê đắng. Bạn đang nghĩ gì? Mộng làm giàu, mộng với một gia đình êm ấm, một tương lai huy hoàng, vân vân. Bạn có thể thả hồn vào một ý tưởng miên man nào đó và đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà bạn đang ước mơ. Vâng, bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu bạn có trí tuệ. Bạn có thể tạo ra một điều kỳ diệu nào đó, cống hiến cho cuộc sống. Bạn sẽ đổi đời vì lợi ích đó. Có những cái rất cũ nhưng không biết nâng cấp xử lý thì vẫn cứ mai một theo dòng thời gian. Bạn có biết không, mỗi ngày có hàng tỷ người đã và đang thưởng thức vị đắng hương thơm của cà phê mà có mấy ai biết khai thác sản phẩm này. Một sản phẩm có tuổi thọ nhiều ngàn năm. Tôi muốn nói đến một ý tưởng nâng cấp để trở thành một tỷ phú đô la. Starbucks cà phê, một con người biết sử dụng trí tuệ để thay đổi cuộc đời, thay đổi cái cũ, biến đổi, nâng cấp thành một sản phẩm mà nhiều người yêu thích, biến cái cũ thành cái mới, nâng cao đẳng cấp của hương vị cà phê, biến nó trở thành một sản phẩm không thể thiếu cho cuộc sống. Ông ấy đã bỏ vào đó một chút công phu, thay đổi, gia tăng nó để trở thành một hương vị ngào ngạt hương thơm, đưa nó vào cuộc sống, tạo niềm đam mê cho hàng tỷ người và từ đó trở thành một tỷ phú. Tình yêu thương cũng vậy, với lịch sử quá dài trong cuộc sống, tình thương yêu không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta lại tổn thương với quá khứ của tận cùng đau khổ? Con người vẫn chưa có lối thoát, vẫn còn đang lặn ngục trong bể khổ của nhân gian. NLG, nền văn minh ngoài không gian, đã tặng cho nhân loại 2 chữ đạo đức và 5 yếu tố tình thương. Ý nghĩa của NLG kết nối tình yêu thương trở thành một sản phẩm, năng lượng, sức sống, trí tuệ, đầy đủ chất xám, thay đổi cuộc sống, nâng cao sức sống, đẳng cấp yêu thương, trí tuệ, định hướng một tương lai an lành cho tất cả cá nhân, tập thể và toàn cầu trong hòa bình. Tất cả chúng ta đều có thể thực hiện, tạo thiên đàng hạ giới mà ai ai cũng đã từng mơ ước, khát khao. Tình yêu thương kết nối với năng lượng NLG trở thành một sản phẩm lợi lạc mà bất kỳ ai cũng có thể chạm vào được. NLG, hương vị của tình yêu thương, tạo thành kỳ tích, thay đổi hận thù,
thành thân thiện, thay đổi bệnh khổ thành sức sống niềm vui. Chính vì vậy, khi tất cả chúng ta biết nhận ra nguồn năng lượng energy, áp dụng thực hành vào cuộc sống, thì tất cả nhân loại sẽ trở thành một tỷ phú Starbucks. Chúng ta, mỗi người trong quả địa cầu, sẽ trở thành một tỷ phú của tình thương hạnh phúc viên mãn. Nhân loại cùng đồng hành với NLG, tình yêu thương của tạo hóa sẽ mang lại lợi lạc bất tận, nâng cao chất lượng cuộc sống trên quả địa cầu này. Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ quý báu vừa rồi của chú Lê Phúc. Có lẽ quý cô bác anh chị cũng đã giải đáp được những thắc mắc của bản thân và thấu hiểu để minh định đưa ra cho mình những lựa chọn sẽ suy nghĩ hành động như thế nào để đón nhận được một nguồn năng lượng an lành, khỏe mạnh, chủ phú và nâng cấp mình trở thành tỷ phú của tình thương. Và bây giờ để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những khám phá thú vị về thế giới bên trong của một giọt nước từ những thí nghiệm của tiến sĩ y học người Nhật Bản Masaru Emoto. Mong rằng thông qua đó có thể gửi thêm những thông điệp giá trị trong hành trình chữa lành cùng tiến tới bình an hạnh phúc của chúng ta. Tiến sĩ Masaru Emoto đóng vai trò là chủ tịch đại diện của tổ chức Water for Life tại Oklahoma, Hoa Kỳ. Năm 1992, ông trở thành tiến sĩ y học thay thế tại Đại học Y khoa Thay thế Quốc tế tại Ấn Độ và bắt đầu nghiên cứu sâu rộng về những bí ẩn của nước và phát hiện ra hình ảnh của những vi tinh thể nước. Tiến sĩ Emoto cũng là tác giả của những cuốn sách như Thông điệp của nước 1 và 2, Bí mật của nước, Ký ức về những cảm xúc của chúng ta. Đây đều là những cuốn sách bán chạy nhất được thống kê ở thời báo New York Times, được dịch ra 24 ngôn ngữ và bán được hơn 1 triệu bản trên thế giới. Các bước thí nghiệm của Emoto như sau. Một giọt nước được cho tiếp xúc với một suy nghĩ nhất định, một ngôn ngữ, âm nhạc, một từ ngữ hay một yếu tố vật lý. Sau đó nó sẽ được nhỏ xuống khay thí nghiệm, rồi bỏ vào tủ lạnh, đông thành một viên băng nhỏ. Nhà nghiên cứu sẽ lấy viên băng nhỏ này ra và nhanh chóng đặt nó dưới kính hiển vi có gắn máy ảnh. Sử dụng tốc độ chụp cực nhanh, tiến sĩ Masaru Emoto nhận thấy những tinh thể hình thành từ nước đóng băng tiết lộ một sự biến đổi đột ngột của nước khi những suy nghĩ cụ thể và hội tụ được hướng về phía nó. Ông phát hiện nước nguồn và nước được tiếp xúc với những lời nói nhân từ, yêu thương thì sẽ xuất hiện những hình dáng rực rỡ, phức tạp và đầy màu sắc, gợi ra những bông tuyết đầy họa tiết. Ngược lại, nước bị ô nhiễm và nước được tiếp xúc với những suy nghĩ tiêu cực, chúng sẽ hình thành tinh thể không hoàn chỉnh, không đối xứng và xỉn màu. Tất cả đều cho thấy nước là sống động, nó sở hữu một ký ức và rất thông minh. Ông giải thích rằng đây chỉ là một tần số dao động riêng rẽ và nghĩ rằng con người chúng ta bao trùm tất cả các tần số của thế giới này. Có nghĩa là dao động của con người có thể ảnh hưởng đến tất cả những dao động của thế giới. Ông cũng tin rằng sự bất hài hòa của con người hôm nay được thể hiện trong tình trạng bất ổn hiện tại của hành tinh chúng ta. Từ đó, tiến sĩ Emoto giải thích làm thế nào chúng ta có thể hiểu rõ hơn và cải thiện nguồn nước chảy của chúng ta. Nếu chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với nước, nước sẽ trở nên đẹp hơn lên rất nhiều và tinh khiết hơn. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi người chúng ta trên trái đất này đều có thể làm như vậy, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng bất cứ xử lý hóa chất hoặc phương cách làm sạch nước nào khác. Trong sách của mình, Emoto viết, nước dạy chúng ta cách sống, cách tha thứ và cách tin tưởng. Nếu bạn lắng tai nghe các cơ hội trong cuộc đời, ngay lập tức bạn sẽ có thể nghe thấy âm thanh của làn nước trong lành chảy qua cơ thể bạn. Đó là âm thanh của cuộc đời bạn, một giai điệu chữa lành. Vì cơ thể con người được hình thành với 70% là nước, ông dẫn chứng âm nhạc là một nguồn năng lượng chữa lành qua câu chuyện về những thương tổn cơ thể của nghệ sĩ người Anh Alan. Khi ông 10 tuổi, ông gặp tai nạn ở trường. Dây thần kinh trụ trên cánh tay phải của Alan bị tổn thương khiến việc cử động ngón tay trở nên cực kỳ đau đớn và gần như không thể cử động được. Ông không thể chơi dương cầm trong vài tháng
các cơ trên ngón tay của ông bắt đầu yếu đi. Dường như con đường đi tới tương lai của Alan đột nhiên trở thành ngõ cụt, không lối thoát. Và rồi một ngày nọ, có lẽ trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ông tìm đến âm nhạc. Alan có thể cảm thấy năng lượng sống đang tuôn chảy và cộng hưởng giữa tiếng đàn và chuyển động của những ngón tay ông. Tay của ông dường như hồi phục ngay lập tức, và chẳng bao lâu ông đã có thể chơi tốt hơn như trước kia, thậm chí còn hay hơn nữa. Một khía cạnh quan trọng của y học Hado là cơ thể con người được coi như vũ trụ thu nhỏ. Các cơ quan, dây thần kinh và các tế bào của cơ thể có tần số riêng của chúng. Cơ thể giống như một dàn nhạc tráng lệ với sự hòa âm của rất nhiều âm thanh. Khi đó, trong cơ thể có vấn đề không ổn, một trong các âm thanh sẽ bị lệch tông. Những y học hiện đại lại nhìn nhận cơ thể như một cỗ máy gồm các bộ phận độc lập, và phương pháp chữa bệnh của họ đưa ra chỉ thực hiện việc chăm sóc một khiếm khuyết cụ thể tại một bộ phận cụ thể đang bị hỏng hóc. Vậy nên toàn bộ ý nghĩa của y học Hado là sức khỏe của toàn cơ thể. Đó là lý do vì sao từ chữa lành được sử dụng thay vì cứu chữa. Trong sách Bí mật của nước có đoạn Emoto viết: nước có một đời sống bí ẩn. Nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên. Nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại phải đi để tìm ra những câu trả lời mà ta tìm kiếm. Như vậy, nước là sự sống. Nước tạo điều kiện cho cây cối phát triển. Nước tạo ra khí oxy và duy trì sự sống. Nước là cái đẹp. Những tinh thể nước giống như những viên ngọc trai tuyệt hảo nhất, được chạm khắc tinh xảo dưới bàn tay tự nhiên. Nước cũng là tấm gương. Nước phản chiếu tâm hồn con người. Nếu bạn nói cảm ơn với nước, đáp lại, nó sẽ phản chiếu lại trong sự hình thành của những tinh thể tuyệt đẹp tuôn trào sự biết ơn. Nước là lời cầu nguyện. Nước tới trái đất như một sự đáp lại cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Và quá trình đó đến bây giờ vẫn đang tiếp diễn. Lời cầu nguyện cho sự sống được sinh ra. Lời cầu nguyện rằng thiên nhiên sẽ trù phú, mở rộng và nuôi nấng chu kỳ sống của con người. Lời cầu nguyện rằng trí tuệ sẽ xuất hiện và các nền văn minh sẽ hình thành để bảo vệ trái đất, đồng thời lan tỏa tình yêu và lòng biết ơn. Như vậy có thể hiểu, với chính thân thể của chúng ta, nếu những suy nghĩ, lời nói của chúng ta, lời nói của người khác đối với chúng ta cũng chỉ gồm những lời nói hòa nhã, yêu thương, từ ái hay được nghe những bản nhạc êm dịu, thì cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ đẹp đẽ và khỏe mạnh. Vì cơ thể chúng ta chiếm tới 70% là nước. Vì 70% trọng lượng của con người là nước, ta có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nước đối với sự cân bằng của cơ thể và đối với sức khỏe tâm thần. Những suy nghĩ yêu thương hay thù ghét đều có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cũng như đối với bản thân chúng ta. Chúng ta thử nhớ lại xem nào, có phải ngay khi chúng ta cãi nhau, nếu ta giữ trong mình sự oán hận, tâm trạng của chúng ta sẽ bị bứt rứt, rất khó chịu, làm suy giảm khả năng làm việc và sự tập trung. Nhưng khi đó có ai nói những lời nhẹ nhàng hoặc an ủi thì cơ thể chúng ta hồi phục tốt hơn về thể chất và tinh thần, có thể nói là hồi phục rất nhanh. Qua những thí nghiệm này, một bà mẹ có lẽ sẽ hiểu rằng sự khích lệ và lời khen sẽ khiến con cái trở nên thông minh và đẹp đẽ hơn, thay vì nhiếc móc và la mắng. Một người vợ có lẽ sẽ hiểu rằng chồng mình cần những lời dịu dàng chân thành hơn. Một môi trường gia đình hòa thuận lại nằm ở chính sự chăm sóc nhau bằng suy nghĩ, lời nói và những hành động nhân ái, yêu thương. Và rộng lớn hơn, đối với một quốc gia, trái đất và vạn vật cũng vậy. Nếu chúng ta dành cho tất cả sự yêu thương, lòng cảm ơn và sự chân thành, thay vì thù ghét, hà hiếp, dối trá, thì đó là sức mạnh to lớn nhất cải biến chính thân tâm của chúng ta và cả hành tinh này. Đó là tổng hòa của 5 yếu tố tình thương, một yếu tố nền tảng mà chú Phúc và cộng đồng NLG vẫn luôn hướng tới và thực hành mỗi ngày để ai trong chúng ta cũng được an lành, hạnh phúc, vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc đời. Đến đây thì chương trình Radio Phép Lạ của Tình Thương xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Anh Huy, Nguyễn Nhi và ban tổ chức NLG xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.